các bài giảng kế tiếp ngay sau đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp các khía cạnh có liên quan đến hợp chất của các kim loại kiềm thổ các em nhé. Và chúng ta sẽ tìm hiểu ở đây thông qua một số loại hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ. Mà đầu tiên chúng ta sẽ kể đến đó là canxi oxit, hay còn gọi với một cái tên là vôi sống. Về tính chất vật lý là chúng ta sẽ nhìn thấy canxi oxit ở đây là một chất rắn có màu trắng. Đó là chất rắn có màu trắng có hút ẩm rất là mạnh. Đúng không? Hơi ẩm ở đây chính là nước ạ. Ẩm ở đây chính là nước. Ví dụ là mấy ngày gần Tết thì chúng ta thấy rằng là không khí mang một cái độ ẩm rất là lớn. Ở trên tường chúng ta thấy là có cái hiện tượng người ta hay gọi là tường thoát mồ hôi, được chưa nhỉ? Tường chảy mồ hôi, hay là ở dưới nền nhà, các bạn ở nhà đất không nói ở nhà chung cư, đúng không ạ? Ở dưới nền nhà chúng ta cũng thấy nó rất là nhấp nháp và cái cảm giác đó rất là khó chịu, thì tất cả đều do cái độ ẩm gây nên. Thì với một số loại hợp chất hữu cơ hay với một số loại hợp chất vô cơ thì chúng ta thấy rằng là nó không bao giờ tồn tại ở một cái trạng thái rất là khô tuyệt đối cả, mà đôi khi nó sẽ tồn tại ở trạng thái ngậm nước, được chưa nhỉ? Và cái hơi nước đó nó sẽ được thấm trực tiếp vào trong một cái loại hóa chất. Đó chính là cái chất mà chúng ta đang sử dụng, được chưa nhỉ? Vì nó có tính hút ẩm mạnh như vậy nên là người ta sẽ sử dụng nó với ứng dụng là làm khô một số hóa chất. Làm khô ở đây có nghĩa là mình hút nước từ hóa chất đó để làm cho hóa chất đó trở nên là gì nhỉ? Trở nên là nó nguyên chất hơn này, được chưa nhỉ? Và nó loại thì hoàn toàn nước ở trong đó, được chưa? Thầy Duy nhắc lại nhé. Do cái tính hút ẩm mạnh như vậy nên là canxi oxit được dùng để làm khô một số hóa chất thôi, chứ không được dùng để làm khô tất cả, được chưa nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ đi qua một số cái như thế này, đó là nguyên tắc để chọn chất làm khô. Khi chúng ta học nguyên tắc như thế này thì không chỉ áp dụng với canxi oxit mà với một số các chất làm khô khác nó cũng có thể áp dụng được. Chúng ta chú ý nhé. Ví dụ như sau, canxi oxit của chúng ta có thể hút ẩm mạnh, được chưa nhỉ? Nó không phản ứng với chất làm khô. Đấy, được chưa? Vậy thì đây chính là hai cái điều kiện của cái hợp chất, của cái chất mà chúng ta sử dụng. Đó là cái chất đó phải có khả năng hút ẩm mạnh này, và thứ hai là nó không được phản ứng với cái chất làm khô. Được chưa? Đấy, lưu ý nhá. Ví dụ, dùng CaO có thể làm khô được khí nào sau đây? Khi mà khô cái khí mà cần phải làm khô ấy ạ, thì chúng ta chú ý là các cái khí này bây giờ đều lẫn nước rồi, đúng không ạ? Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta phải dùng CaO này để hút nước từ các cái phương án này, được chưa nhỉ? Và chúng ta nhớ cái điều kiện nhé, đó là nó hút ẩm mạnh, thì tất cả các cái trường hợp này thì CaO đều có khả năng hút ẩm mạnh rồi, nhưng nó phải không phản ứng với chất làm khô. Ví dụ CaO ở đây nó là một oxit bazơ, lát nữa chúng ta sẽ học, đúng nhỉ? Thì nó sẽ có khả năng phản ứng với các chất mà mang tính axit, ví dụ như đối với HCl.